Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Jupiter nâng cấp lọt ốc tận hàng hiệu của một dân chơi có tiếng ở Cà Mau, là một trong những dòng xe số phổ thông thịnh hành ở Việt Nam với tên gọi là Jupiter, mang thiết kế thanh lịch, thời trang và cá tính, cùng với có động cơ bền bỉ mạnh mẽ. Bên cạnh nhu cầu đi lại hàng ngày thì mẫu xe này còn là nguồn cảm hứng cho những tài chơi tạo ra những bản đồ khiến người xem phải là sao xuyến. Yamaha Jupiter độ được gắn trên mình cái cụm thắng Rainbow Bridge. Đây là phiên bản cao cấp có mức giá khoảng là 19 triệu đồng một tay. Nhờ ngoại hình là cái bản độ này trở nên hầm hố và phá cách hơn so với phần phiên bản chính hãng. Chiếc xe được chế cái phần rổ trước ngoài làm kiển còn giúp người chủ tiện lợi hơn trong đựng các dụng cụ cá nhân trong quá trình dùng xe. Phần yên được cắt gọt để phù hợp hơn với cái thế ngồi và yêu cầu của người chủ của nó. Nhìn suốt cái dàn chân trước, chúng ta thấy được cái gì của JS ở trước. Đây là phong cách được rất dễ nên chơi Jupiter Suet ưa chuộng. Phía dưới là bảnh que thuộc dây dầu theo UK đỏ, kết nối với hai dầu Rainbow Blitz 2 bit đối xứng để thắng Rocker Test bắt chật cái mâm Daytona rất là dễ dàng mà không cần bắt thêm thất lòng như các màu đĩa Jaffer hay Rainbow. Đây được xem là có combo đỉnh nhất hiện nay và đang là một cái xu hướng mới cho anh em chơi xe số yêu thích. Hệ thống treo sau của người chủ là cả một gia tài. Khi được trang bị cái phục Hollin bình đầu trời nhìn rất là hầm hố và đậm chất chịu chi. Cái bộ phục này cấu tạo cái đấm chỉnh ở trên bình dòng cho phép người chủ kiểm soát được hành trình đàn hồi của phục khi đã nặng hoặc đi trong những cái cung đường xấu. Sử dụng cái kẹt tay trần để lộ ra cái bộ nhông xe đĩa vàng là khá nổi bật. Ấy dụng trên mình mâm của Daytona làm chủ đạo. Dòng mâm này có mức giá tương đối cao hàng ngày, dao động tầm từ 7 đến 10 triệu đồng. Tuy nhiên, người chơi xe rất khó mua được với cái mâm mới 100%. Thường chỉ săn tìm được cái mâm cũ và chơi sang tay cho nhau để trải nghiệm. Honda MX độ một cấp rất là ấn tượng hầm hố. Các chiếc Honda MX phân khúc minibike gần như là thống trị toàn cầu nhờ thiết kế phong cách đậm chất thể thao của mình cũng như về khả năng biến hóa có một cái chiếc xe rất linh hoạt. Cũng như bản được dưới đây, chiếc xe được một hãng độ ở đất hàng nâng cấp bật cái độ độc đáo và hầm hố của chiếc xế thêm chút ấn tượng hơn bao giờ hết. Cùng chiêm ngưỡng bản độ có bọc 02 của chiếc này nhé. Tổng thể nó bật với khối màu đỏ đen đầy mạnh mẽ và nam tính cùng với bộ tem đấu X-Beast. Bản độ ti về mặt ngoại hình là không có quá nhiều thay đổi so với các bản, và thay vào đó là cái dây ốp tình độ góp phần tạo nên cái sự hút và độc đáo chiếc xe. Lọt phụ kiện độ trên xe được trang bị như tay thắng Rainbow Asset, bình dầu Prisma, cụm đa tốc Active, trung tâm chế động nó bật với chịu lực Albedo. Tương tự Pentacon mang hiệu của Rainbow nổi tiếng hiệu của tự ý. Chèn chân được nâng cấp với hiệu Rainbow để của X-Beat, bản mâm vẫn được giữ nguyên bản. Xe được nâng cấp hệ thống giảm nhiệt các nhớt Murin. Thêm một số trị CNC trang trí như tăng thêm cái sự cứng cáp và tạo cho xe. Bản độ hút với cái chèn chân sau là cực độc, thiết kế một cấp v.v. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, đã trực tiếp nhớ like, subscribe.